xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng hay em quay trở lại với anh em trong video tiếp theo đây. Thì anh em biết thì xe thì nó cũng như một số cái đồ khác thôi. Thì thường nó có những cái bộ phận mà anh em nên bảo vệ, cũng như là anh em nên hạn chế, nói chung là va chạm hay là anh em làm quá nặng thì nó sẽ ảnh hưởng tới, một là nó gãy, hai là nó đứt rất nhanh. Thì xe Jupiter cũng vậy. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ anh em và để anh em lưu ý và mình né ra để mình tránh những cái tình trạng như là anh em va chạm và anh em sử dụng nó miết quá thì nó sẽ gây gãy và nó đứt, thì anh em sẽ tốn tiền rất nhiều nha. Và đôi lúc chúng ta đi tìm những cái bộ phận thay thế cũng hơi khó, và đôi lúc chúng ta cũng như là những cái đó nó làm cho xe chúng ta càng ngày càng xấu đi, và anh em đi mua những cái lẻ tẻ thì sẽ bị chặt chém, sẽ bị giống như là hàng hiếm, thì anh em sẽ bị tốn tiền rất nhiều. Thì ok, thì Dũng sẽ chia sẻ anh em để anh em né ra những cái bộ phận này, và anh em hạn chế xài nó quá nhiều, và anh em va chạm nó để nó gãy, nó đứt, nó hư nha. Ok, mời anh em vào video này luôn. Ok, cái bộ phận đầu tiên thì cho anh em coi đó là cái phần bóng đèn số của xe nha anh em. Ok, cho anh em biết bóng đèn số của chúng ta thì có số này là số mo, là số 1, 2, 3, 4. Thì anh em biết chúng ta thường chúng ta chạy số 4 rất nhiều, và đường dài đường vắng thì anh em cũng một số anh em khác thì biết chạy xe á, thì anh em né ra những chạy những cái đường ổ gà, ổ voi, ổ gồ ghề á, là số 4 thì nó sẽ làm cho số 4 nó rẻ rất rẻ đứt. Và có một video mình đã chia sẻ về cái phần bóng đèn số, và anh em nên hạn chế, nên chạy tất cả các số luôn, từ số 1, số 2, số 3, số 4 anh em nên chạy tất cả các số, tùy theo quãng đường anh em chạy ngắn hay là dài, và anh em vô số và thay đổi những cái số từ số 1, số 2, số 3, số 4 anh em nên chạy như vậy, thì hạn chế anh em sẽ bị đứt cái số 4 rất nhiều nha. Thì số 4 là số rất dễ đứt, đó là phần về số của xe nha. Ok, theo là anh em rất dễ cái đồ đạp chân ở sau đây nè. Đồ cái này gọi là cái đồ đạp chân cho anh em, những người anh em chở người thân hay là bạn bè gì đó, hay là ai gì đó, người ta thường đạp cái chân đây nè. Thì cái này là cái thứ rất dễ bị gãy nè, trong cái loại xe Jupiter chúng ta anh em rất hãy nên cẩn trọng cái vụ này. Thì đôi lúc cái số lượng số cân của cái người ngồi sau á thì nó rất ảnh hưởng. Nhiều người ta ngồi người ta không biết, người ta để chân sơ trên đây thôi, gác thôi. Nhiều người cứ để hết cái trọng lượng cơ thể của mình, có thể là họ nhóm mông nhóm gì đó liên tục, làm cho cái số cân số ký của họ rất nặng. Đôi lúc mà họ nhấn quá nó sẽ bị gãy cái này nè. Và anh em có thêm một cái lưu ý nữa đó, đây nè, là cái chân này nè. Anh em đôi lúc chúng ta không sử dụng, chúng ta không chạy gì hết, chúng ta đi một mình á, anh em biết chân bên đây cũng như là chân bên kia, thì anh em cứ để như thế này nè. Đó, anh em cứ để thẳng như này, anh em không khi nào mà mình gác lên cho nó gọi là cho nó gọn. Vì gác lên gọn này nó hạn chế một phần, đó là gì? Đó là cho anh em không có bị cái đây nè, nó rộng ra như thế này. Thì anh em rất dễ bị da quẹt một cái gì đó thì nó sẽ đi luôn cái phần đồ để chân nè. Và hạn chế anh em ảnh hưởng tới người khác nữa. Đó là phần lưu ý cái phần này nè. Ok, cho anh em không có tốn tiền gãi cái vụ này nha. Ok, dễ bị gãi, rất dễ bị hư. Đó là phần đây nè bạn, anh em đây là cái con ốc nó bắt giữa cái bẩn nhỏ đây nè, dạng giống như là bẩn cánh án vậy đó. Thì anh em không cẩn thận thì nó rất dễ bị gãi nha. Thì do thí dụ chúng ta chỉ cần ngã xe một chút xíu thôi thì hai bên này nó bị cắn, thì nó bị đây nè, nó chỉ là một con ốc bám đây thôi, nó rất dễ bị gãy. Nên anh em nếu con ốc ở đây anh em lỏng, anh em nên có một miếng cao su hoặc một cọng dây thun anh em buộc lại, anh em siết ốc lại nha, để nếu không khéo thì nó sẽ bị gãy cái bẩn, làm cho cái bẩn chúng ta sẽ bị xấu thêm. Ok, một phần rất dễ bị hư hỏng và dễ gãy đó là cái phần cổ xe nè anh em. Cổ xe bên đây gọi là cái phần bên trong đây nè, nó rất bị dễ. Nó bên trong là cái chản ba, và bên trong cái chản ba đó thì ở dưới đó, nó có một bộ phận đó là chén cổ của dòng Yamaha. Thì mình đó cũng chia sẻ anh em trong cái phần khắc phục đầu cổ xe,
thì anh em biết cái phần cổ này nè rất dễ nha, anh em hạn chế cho xe mình ngã. Nếu mà anh em có cho xe mình ngã một lần thôi, hoặc mình lỡ va chạm ai đó một chút xíu thôi, thì chén cổ này nó sẽ bị bể liền, nó bể và nó làm cho anh em chạy xe nó cứ cong cong quẹo quẹo như thế này, và nó chinh chinh chinh, hoặc cái cổ xe anh em rất nặng xe thì anh em chạy nó số này số kia rất khó khăn nha. Thì anh em biết khi mà chạy xe thì cái cổ nó nặng, anh em lắc nó rất khó và anh em điều khiển xe rất bực bội, thì anh em nên cẩn thận cái phần chén cổ bên trong và hạn chế đừng cho xe ngã dù chỉ một lần nha. Ok, anh em nên lưu ý rất dễ gãi và dễ hư, đó là phần đây cái bửng sau, cái bửng chắn bùn sau rồi nó gắn với cái biển số xe nè. Thì anh em biết đây nè, thì nó làm bằng mũ đây, bằng mà nhựa đó, nó gọi là bằng nhựa, thì nó rất giòn nha anh em. Nên em đôi lúc mình đi phía sau những người chạy gần á, họ thường họ đụng vô cái bẩn của chúng ta, thì đôi lúc cái bẩn chúng ta anh em chạy á, lâu ngày nó bị giòn, thì anh em không khéo thì họ đụng ở sau thì nó sẽ đi luôn cái phần bên trong đây nè, nó dính luôn bên trong cái phần đây, thì anh em kiếm mua thay thế rất khó mà phải tháo là tháo vô, đôi lúc không có nữa thì anh em sẽ bị chặt chém, phải mua những cái dạng giống như hàng hiếm thì rất cực nha anh em. Nên anh em cẩn thận cái phần bên đây và hãy chăm sóc cũng như là làm cho cái dạng nhựa này nó đừng có giòn nha, bằng biện pháp như là mình đã chia sẻ anh em, là mình nên nói chung là mình không nên để ngoài nắng quá nhiều nha. Ok, bộ phận rất dễ hư và dễ bị gãi nhức này nọ đó là anh em biết, đó là cái ốp này nè. Cái ốp của phần nhông sinh dẻ thì anh em biết, cái ốp này anh em thường anh em nào mà người ta siêng năng giống như mình hay chăm sóc xe á, thì anh em biết thường là mình tháo này ra rất nhiều, và anh em tháo ra rất nhiều, mỗi lần tháo thì nó dễ nha, nhưng mà anh em lắp vô thì anh em phải lắp cho nó khít, anh em lắp không khít á thì nó sẽ làm cho cái nhông sinh dẻ này nó làm sột cái phần bẩn bên trong bên ngoài đây nè. Thì anh em không khéo lắp không kỹ thì chạy đôi lúc nó cái phần sơn nó cuốn cái này nè, nó cuốn cái bộ phận đây nè, nó làm cho cái này quíu luôn, cái này quíu thì anh em lắp ra lắp vô nó bị kêu sột rất khó nha. Nên anh em đôi lúc mỗi lần lắp mình phải kiểm tra trước khi mình chạy, là anh em nên lắp cho nó đúng chính xác, nó khớp với bên trong, và anh em quay bánh thử như thế này nè, là dây sơn nó một là nó không có sột, thì anh em hãy chạy nha, chứ đôi lúc mình chạy xong mình ấy liếc cái bẩn này nó hư nè, anh em phải mua một cái bẩn mới, rồi lúc lắp nó không có khớp nữa, khớp với bẩn zin thì anh em sẽ tốn tiền thêm nha. Ok, đó là phần ốp xe của phần nhông sinh dẻ nha. Ok, phần rất dễ gãi và dễ hư mà anh em nên cẩn trọng, đó là cái phần đây gọi là cái chống nè. Cái chống đôi lúc những cái loại chống xe khác thì nó rất cứng cáp, nhưng mà loại chống của xe Jupiter thì nó gọi là cái khoảng cách thì nó giống như là nó hơi, khi mà chúng ta dựng á, thì nó sẽ rất nghiêng, nó nghiêng thì nó, nếu mà anh em dựng ở bùn mà ở đất mềm á, thì xe chúng ta rất dễ ngã. Và anh em, một số anh em khác á, thường có cái tuyệt chiêu gọi là để chống như thế này và quay xe cho nó nhanh á, thì đó nó cũng cộng thêm một phần là nó rất dễ bị gãi cái chống nè. Ví dụ nó gãi cái chống này thì anh em có thể thay thế, lúc nó không khéo nó gãi luôn cái phần bên trong mà dính của cái chống nè. Đó, là anh em phải thay thế nguyên cái này luôn, nguyên cái bộ phận đồ gác chân luôn, thì anh em tốn tiền hơn nha. Ok, đó là phần anh em lưu ý, phần dễ gãi và dễ hư nhất. Ok, dễ gãi và dễ hư nhất đó là phần tay ga nha anh em. Tay ga đôi lúc anh em chạy, anh em cứ test mức độ là dạng giống như là nó chạy tới đâu, nó chạy bao nhiêu, 120, 135 hay là 110, 115 gì đó, anh em cứ test theo dạng test để anh em biết cái tốc độ của xe anh em thế nào. Thì anh em thường anh em dặn ga, mà anh em dặn ga thì anh biết mức ga chúng ta càng dặn thì lò xo bên trong cũng như cái dây ga nó rất dễ bị giãn, mà nó càng giãn thì nó rất dễ bị đứt đó. Nên cái phần tay ga là cái phần rất dễ bị đứt nhất, nếu mà dành cho những anh em hay thúc ga mạnh và anh em hay test ga liên tục thì rất dễ bị gãi và anh em dễ tốn tiền cái phần dây ga nha. Ok, và anh em nên cẩn trọng cái phần dây ga cũng như là tay ga, rất dễ bị đứt nha. Ok, phần rất dễ gãi, rất dễ bị đứt, rất dễ bị hư, đó là phần yên xe nè. Yên xe thì anh em nếu mà chạy không khéo, anh em cứ tháo cái yên xe liên tục nè. Anh em biết cái phần đây nè, phần chỗ đây, phần cái chốt của cái yên xe, nếu anh em cứ tháo ra một cái đùng rồi đập vô một cái đùng, anh em cứ không khéo đôi lúc cái yên xe chúng ta sẽ bị sụp xịt như thế này,
nem sẽ bị sụt sạch rất nhiều, và đôi lúc mình để đồ đây nè, nó sẽ đôi lúc nó đi luôn cái miếng bên đây nè, miếng bên trong của cái yên xe á, thì nem rất dễ bị gãy cái phần yên xe, và nem phải tốn tiền thêm cái yên xe như thế này nè. Thì yên xe thế này nem cũng đó, bọc màu khác thì có, nhưng mà bọc theo kiểu yên zin á thì nem cũng hơi khó nha. Và ok, thì đó là cái phần rất dễ bị gãy nè. Cái phần rất dễ bị gãy đó là phần phục xe nè. Anh em biết cái phục xe thì anh em rất quan trọng trong vấn đề mình vận hành chiếc xe. Nếu mà phục xe chúng ta yếu hoặc anh em xài một cách giống như là không có quan tâm, anh em cứ chở nặng bao nhiêu chở, anh em ổ gà ổ voi, anh em cứ lủi cứ bay vô, hoặc chở với mức độ gọi là những người mà quá nặng á, thì anh em rất dễ bị gãy cái phần ti phục nè. Và anh em sẽ tốn tiền cái phần ti phục rất nhiều, vì kiếm một cái phục zin á thì anh em rất khó, và anh em phải mua, phải lựa, phải rất nhiều thứ nữa, em tốn thời gian lắm. Nên nếu mà anh em muốn giữ cái phục zin của mình thì anh em nên hạn chế chở những người quá nặng, và chở những vật đồ nào nặng quá trời quá đất, và anh em chạy nên né những cái đường ổ gà ổ voi quá nhiều nha. Ok, đó là phần ti phục rất dễ bị hư và dễ bị gãy. Ok, thì ok, nãy giờ mình đã chia sẻ với anh em về những cái bộ phận và những cái gọi là những cái liên quan tới cái xe mà nó thường bị hư bị gãy do anh em sử dụng một cách gọi là nhiều quá, và anh em không có cẩn thận, và anh em không có biết cách sử dụng á, và anh em lỡ chuyện này chuyện kia va chạm hay là bị ngã xe gì đó, hoặc những cái anh em vận hành mà anh em không có tránh né được những cái thứ đó thì nó sẽ gây rất dễ gãy xe, và anh em phải kiếm những cái phụ tùng thay thế cực khó nha. Thì đó là những cái mà mình chia sẻ để anh em tránh né là, và mình giữ gìn cho cái xe mình nó không có bị những cái tình trạng rất dễ hư những cái bộ phận đó. Ok, thì video của mình tạm dừng tại đây. Thì anh em cảm thấy video này có ích cho anh em thì anh em nhấn like, anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký nha. Ok, thì anh em nào có những cái thắc mắc khác thì anh em comment bên dưới cho mình biết nha. Ok, xin chào anh em, hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.